thì chúng ta thấy cái sinh ăn của người khất sĩ nó khác với người ăn mài, khất cái. Khất sĩ là người sinh ăn chứ không phải là người ăn mài, mà ăn sinh. Ăn sinh là tay chân đầy đủ mà vẫn đi sinh ăn. Sinh ăn mà cho đồ mặn không nhận, cho tiền không nhận, cho đô la không nhận, cho đồ chai nhiều quá cũng không nhận, đủ ăn một ngày thôi. Không có ai mà sinh kỳ lạ như vậy. Sinh thì cho nhiều còn cần lấy, mà cho tiền thì có vàng đồ thích vô cùng. Mà trái lại là cho tiền cho vàng không lấy. Thì hồi đó tôi đi ở trong đây cũng nhà, vô trong con Phú Hòa vậy. Rồi đó tôi còn khỏe lắm, tôi đi tới 6-7 cây số tôi đổ con đường luôn. Thì tôi đi cái đó thì có cái ông đó ra đứng. Thầy ơi thầy, thầy đứng lại tôi tiếp tế cho. Tôi nghe cái danh từ tiếp tế, tôi nói không có dữ như tiếp tế cả. Thì tôi nói cái này chắc là bên trong trùng sâu. Thì tôi đi tới 6-7 cây số mà trong Phú Hòa, nhà lưa thưa à. Thì tôi đứng lại, thì ông mới chạy vô nhà. Ông ấy móc túi, ông lấy tiền, ông đưa tôi. Tôi lắc đầu, tôi nói tôi không có xài tiền. Nói ông không nhận tiền hả? Vậy ông nhận cái gì? Ông nhận vàng, nhận đô la hả? Tôi cười, tôi nói là tiền, vàng, đô la gì các sư cũng không được cầm hết trơn á. Nói ông nhớ đồng tiền là mạch máu, ông không tiền ông làm sao sống tôi bữa nay. Tôi nói tôi không tiền 4 mấy năm mà tôi vẫn sống nhăn thôi. Rồi ông làm sao đi xe này kia, tôi nói thì xin. Tôi nói à vậy hả, cái gì ông cũng xin hết hả? Tôi nói à, tôi thì ăn chay trường. Ông nói chay là cái gì? Tôi nói là đồ không có sanh mạng, không có máu, mà lại thú, chứ ăn chỉ xác cây với cơm thôi. Ông nói cơm tôi chưa nấu, mới 9 giờ mấy 10 giờ là tôi ăn sáng 9-10 giờ, rồi chiều 3-4 giờ tôi mới ăn nữa. Tôi nói thì trái cây đâu cũng được. Ông hỏi chuối được không? Tôi nói được. Ông vô xách nguyên một quầy chuối ra đâu cũng 9-10 nãy giờ. Nguyên một cái quầy bự, ông khỉnh khẳng ông ra, ông đưa tôi, thầy đem về. Tôi nói không được, mới xin chừng 2 trái thôi. Ông nói trời cái gì kỳ vậy? Cái nãy cái quầy chuối này tôi là cả 100 trái mà thầy lấy 2 trái là lấy sao? Tôi nói quý sư ăn mỗi bữa thôi, không có được để dành. Tôi nói cái đạo gì kỳ quá hả? Tôi không từng thấy, cho tiền không lấy mà cho nhiều cũng không nhận nữa. Cho tiền tôi tưởng ông cần đô la, cần vàng. Tôi nói ông vậy, ông không lấy, ông làm sao sống? Đồng tiền là mạch máu, ông nên nhớ. Tôi nói thì đối với ông thì đúng, còn đối với tôi đồng tiền là khổ sở. Ông nghe ông cười, ông nói thôi bây giờ 4 trái nha. Chứ thầy lấy 2 trái thì ít cho tôi quá. Tôi xách tự trống ra với một quầy còn cả 100 trái mà thầy lấy có 2 trái. Tôi cũng cười cười nó nhận nó 4 trái. Tôi nói nếu nhận cũng vinh nhiều quá rồi tôi chết đói. Tôi ăn chuối làm sao chịu nổi, tôi còn đi xin cơm nữa. Ông nói tiếc quá, cơm tôi ăn hết rồi. Chiều tôi 3 giờ không mới có nấu. Mà thì chúng ta thấy cái đạo này nó lạ lùng. Người xin ăn mà tay chân vẫn còn. Mà cho đồ mặn không lấy, cho nhiều không lấy, cho tiền không nhận. Thì đó mới gọi là người khất sĩ.